Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 9, luyện tập trung và bài tập môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 32 nào. Mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu là gì? Tính. Như vậy chúng ta có các phép tính A, B, C và D. Ok không nhỉ? Em mình quan sát ở đây này. Đây là hai cái phân số như thế nào? Hai phân số này nó khác. Khác mẫu. Khác mẫu thì việc đầu tiên của chúng mình là phải quy đồng cho nó cùng mẫu. Vậy thì mình hãy áp dụng cách nhân chéo nó lên. Được chưa? 4 x 3 là 12. Rồi, 7 x 3 21. Đấy, cái cách này thầy đã hướng dẫn khá là kỹ lưỡng ở trong sách giáo khoa nhé. Cộng cho này, 7 x 2 10, 14. 7 x 3 2, 21. Được chưa? Như vậy đến đây thì hai phân số này nó đã cùng gì rồi? Cùng cái gì rồi? À, cùng mẫu số, ta chỉ việc cộng hai tử cho nhau. 4 cộng với 2 thì bằng mấy? 6. 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy sẽ được là 26 phần 20, 21. Rồi, 26 phần 21. Thì mình xem là có thể cùng chia được cho số nào nữa không nhỉ? Chia được không nhỉ? 21 nó chia cho 3, cho 7. Nhưng mà 26 thì không chia cho 3. Không chia được, 16 cộng 2 bằng 8 mất rồi. Không được. Như vậy đây là kết quả cuối cùng nhé. Ok. Tương tự như vậy câu B. Các em cũng quy đồng lên. Hai phân số khác mẫu. Ok. 11 nhân cho 5 bằng 55. 5 nhân cho 8 nhân cho 5 bằng 4, 40. Ok. Trừ 8 nhân 2 10, 6. 5 nhân 8 4, 40. Hai phân số có cùng mẫu số, lấy tử của anh thứ nhất trừ cho tử của anh thứ hai. Đó, các em lấy bao nhiêu? 55 trừ cho 10, 16. Như vậy mình sẽ được bao nhiêu? À, 39 phần 4, 40. Thế thôi. Dễ ơi là dễ ơi mà. Rồi, câu C nào. 8 phần 9 nhân cho 3 phần 7. Hai phân số này có cùng gì? Có cùng gì? Có cùng gì không? Không cùng nhưng mà dấu nhân. Nhân hai phân số ta chỉ việc lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu. Được chưa? Đấy. Dễ không? Rồi, viết xuống đây thôi. Có thể viết sách ra đây nhé. Như vậy đến đây này, chúng ta có thể tách cái số 9 này này bằng 3 nhân 3 để triệt tiêu này này. Nếu mà em nào muốn làm theo hướng tắt nhé. Như vậy đây 3 x 8 bằng 24, 9 x 7, 60, 63. Vậy thì cả hai cái phân số này này, mình nhìn thấy á, nó đều chia hết cho mấy? Đều chia hết cho 3. Đấy, thì chúng ta có thể đưa nó về phân số tối giản một lần nữa. 24 chia cho 3, thì đây sẽ được là 8. Như vậy đây 37 là 2, 21. Ok không? Rồi câu D nào. Một số chia cho một phân số. Muốn chia một số cho một phân số thì chúng ta lấy cái gì? Lấy số đó nhân với gì? Nhân với mẫu và chia cho tử. Tức là nhân cho nghịch đảo đấy các em. Đúng không? Đó. Chú ý. Cứ nhớ công thức là được thôi. Vậy thì đây sẽ bằng 15 nhân cho 4
và chia cho mấy? Chia cho 5. Được không? Được không ý nhỉ? Hiểu chỗ này không nhỉ? Có nghĩa là đây sẽ là 15 phần 1 này. Thì có phải 15 phần 1 các em nhân cho 4 phần 5 không? Thì nó có phải là 15 nhân 4 chia cho 1 nhân 5 không? 1 nhân 5 thì bằng 5 rồi. Như vậy 15 nhân 4 sẽ bằng bao nhiêu? 6. 60. 60 mà chia cho 5. Chia được nha. 6 chia 5 được 1, còn dư 1. 10 chia cho 5 bằng 2. Như vậy anh này mình có thể đưa về số nguyên, đó là bao nhiêu? Số tự nhiên đó là 10, 12 nhé. Ok. Rồi, bài số 2 nào. Tính giá trị của cái biểu thức này. Đó, ở đây ta cho này, phép tính chia này, phép tính cộng này. Rồi, lại đây là phép tính nhân. Vậy thì thực hiện cái này chúng ta cứ thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Đúng không? Đó, mình sẽ lấy bao nhiêu? 42.300. Các em chia cho bao nhiêu? 60 đã. Mình được bao nhiêu? 705. Cộng cho 84. Nhân cho 3, 37. Đến đây thì chú ý có cộng và nhân thì mình phải thực hiện cái gì trước? Thực hiện cái gì trước nhỉ? À, nhân trước nhỉ. Các em lấy 84 nhân cho 37 thì mình sẽ được là bao nhiêu? 3.108. Rồi, hai cái này chúng ta mới cộng nó vào nhau. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, khi cộng thì ta sẽ được là 3.812. Thế thôi. Xong nhá. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành được tiết số 2. Khá là đơn giản. Đừng quên chia sẻ kênh và chia sẻ video. Hẹn gặp lại các em ở trong tiết 3.